Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một công thức nước uống rất là thơm ngon, thanh mát, đơn giản, dễ làm để kinh doanh. Đó là món trà tắc. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là món trà tắc nha. Đó, thì nguyên liệu là mình chuẩn bị 12g lục trà lài. Mình sử dụng lục trà lài Lộc Phát nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ủ trà nha. Mình cho vào túi lọc ủ 1 lít nước, ủ 20 phút nha các bạn. Giờ ủ 20 phút nha. Và trong thời gian chờ ủ trà thì các bạn chuẩn bị 20ml nước cốt tắc, 0.5ml muối ăn và rau húng lủi để mình trang trí nha các bạn. Đó, rồi tắc và vài lát tắc cắt lát nha. Và đá, nước đường. Rồi 20 phút ủ trà đã xong. Bây giờ mình sẽ lấy túi lọc trà ra nha. Các bạn lấy ra và mình vắt ráo ha. Rồi các bạn cho muối ăn vào trà nha. Rồi sau đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái ly để mình làm một ly trà tắc nha các bạn. Và 150ml nước trà. Cái cốc trà này mình đã ủ sẵn rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nước cốt trà vào ly trước nha. Và 20ml nước cốt tắc. Đường thì mình sẽ sử dụng 50ml nha các bạn. Rồi các bạn khuấy cho tay nha. Khuấy đều lên nha. Tắc cắt lát này thì mình để một ly thì khoảng 3 lát thôi nha các bạn. Mình để nhiều quá thì nước mình sẽ bị đắng nha. Cái trà mình sẽ bị đắng. Các bạn để khoảng 3 lát là được rồi nè. Trà mình nó thơm hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho đá vào nha. Ly này ly 700ml nha các bạn. Rồi bây giờ sẽ trang trí cái lồng rau này vào nha. Rất hấp dẫn nha các bạn. Cái hương trà lài này rất là thơm mùi hoa lài hòa quyện với tắc, cái nước cốt tắc của mình nó tươi ngon, rất là thanh mát nha các bạn. Các bạn thử làm thêm món này cho menu quán của mình nha. Thì cost thì khoảng 5.000 thôi. Chúc các bạn làm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu các thấy video này hay thì các bạn nhớ bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.